Các bạn thân mến, chiều hôm nay anh em chúng tôi đi thả lưới nha các bạn. Thả lưới ở trên vuông này nè, để mà bắt cá phi. Cá phi ở trên vuông này nhiều lắm. Bắt cá phi để về, một phần là để ăn, một phần là để làm mồi để mà câu cua đó các bạn. Cá phi ở trên vuông này cũng mập lắm, mà ngon lắm. Thường là cái con cá phi mà ở trên cái vùng nước lợ nó ngon hơn là cái con cá phi mà ở cái vùng nước ngọt. Nuôi cá phi ở đây cũng rất là dễ, chỉ cần thả giống một lần thôi, thế là từ nó sinh sôi sinh sản ra rồi mình cứ bắt lần thôi. Cá rô phi ở cái vùng nước lợ thì nó ngọt, mà nó ngon ngon hơn là con cá phi ở vùng nước ngọt, bởi vì là con cá ở đây mình thả xuống rồi mình đâu cho ăn, tự nó tìm lấy thức ăn, nó lớn lần lên, cho nên nó là con cá nó ngon, thịt nó rất là ngon các bạn. Cá rô phi ở cái vùng nước ngọt thì ít người ăn, nhưng mà ở dưới miền Tây này thì con cá rô phi cũng được nhiều người thích lắm. Và cái con cá rô phi này dùng để làm mồi câu cua thì cũng rất là bén. Cua nó cũng rất là thích cái mồi cá phi này. Cho nên hôm nay là anh em chúng tôi đi thả lưới nè. Rồi tối mới dỡ. Tối mới đi dỡ lưới. Để mà có cá ngày mai đi câu cua. Cua hả? Nhiều cá không? Mình lấy tới sáng mà ta lưới mắc mất đi. Nó lôi đi hả? Ủa quá hả? Thank you.
này con đẻ nữa nè. Chỗ này con đẻ nữa nè. Đây đây đây. Đây. Hả? Hai con đẻ rồi hả? Cắn được hả? Cắn hả? Rồi chưa giờ về coi chạy máu không? Có dấu không? Dấu gần xước nhẹ. Yeah.